Em và anh biết nhau hơn năm, hẹn hò được 7 lần tháng. Trời, tính lần luôn hả? Hẹn lần 3 thì hôn sâu nồng nhiệt không đi hotel. Nhưng đụng chạm mọi thứ. Đụng chạm gì mà ghê, đụng chạm mọi thứ luôn. Lần gặp thứ bảy em chủ động chọn địa điểm sáng đèn. Anh thay đổi thái độ lạnh lùng, anh muốn vô hotel để ôm hôn. Em không ok. Sau đó về im lặng, em nhắn tin mà nói nguyên tắc của em là không hotel, không qua đêm. Anh nhắn tin nói em làm anh mất hứng. Chỗ này là chỗ tổn thương. Tức là cái cách mà em đưa đó là một cái cách của em tả. Nó giống như em sợ hãi và em đang có cái hướng giống như là mình là người đặt ra luật. Và cái đó nó làm anh ta nói chữ mất hứng đúng đó, tức là nó tụt cảm giác. Nên mất cảm giác yêu. Ok, vừa nói xong tới. Anh sẽ chờ tới lúc cưới và công nhận những gì em nói là đúng. Sau đó thì nói em muốn quen ai hay nhắn tin ai thì tùy. Giờ anh không còn muốn gì nữa. Thái độ anh vô tâm hời hợt liền. Và em bấm hủy kết bạn trên Zalo. Một, em hành xử như vậy đúng hay sai? Hai, anh phân tích sâu về thái độ anh này giúp em. Trước đó nói yêu em, vợ yêu ngọt ngào lắm. Em một, em ghi là hành xử như vậy đúng hay sai? Em hành xử như vậy, nó nói lên cái phiên bản của mình thôi chứ nó. Nếu mà nói là để được hạnh phúc thì nó là sai, tức là nó sẽ không dẫn ra hạnh phúc, nhưng mà nó nói lên cái phiên bản của mình đó. Tức là cái cách mà mình đối xử trong một bất cứ một cái tình huống nào nó cũng nói về mình nhiều hơn là về cái người kia. Ok, thì ở trong đây là cái trong cái mối quan hệ này nó thấy thấy rõ ràng là em có một cái sự sợ hãi lo lắng, em không có được cái sức hút cần thiết của một người phụ nữ, mà một cái người đàn ông có rung động với em thì em lại vì sợ hãi là mình sẽ sai cho nên làm sai hơn đó. Nếu như em hỏi mà cái gốc của nó là hạnh phúc, tức là cái hướng của nó là hạnh phúc thì đúng hay sai, thì câu trả lời rõ ràng là sai. Nó làm cho người đàn ông người ta tụt cảm giác. Ở đây nó không phải là một cô gái nữ tính nhẹ nhàng dịu dàng mà người đàn ông muốn có, mà vì cô gái giá trị mà có không được, mà là ở đây là một người lo lắng sợ hãi và đặt ra luật này luật kia để thể hiện là mình trên, tức là mình là cào trên. Và đương nhiên cái này á, nó đến vì nó không phải là sự nữ tính, vì nó đến từ sự sợ hãi về sự áp đặt, cho nên nó đầy, nó mất đi cái sự quyến rũ và cái sức hút của người phụ nữ, mà ngược lại nó lại tấn công vào cái nam tính của người đàn ông, làm cho người đàn ông cảm giác mình bị coi thường, mình bị yếu, cô này có làm quái đản, okay. Làm mình khó chịu, làm mình đau đớn và mất hứng đó. Cái chữ mất hứng nó chỉ có nghĩa là sự tổn thương đó. Em cảm giác cái chữ mất hứng như thế nào, nó phải tổn thương vậy. Giả sử em đang vui vẻ với bạn bè, nó nói một câu làm em tổn thương thì em cảm giác mất hứng. Không? Thì cái câu tiếp của em là đúng hay sai, thì nếu mà gọi là để được hạnh phúc thì là sai, còn nếu là để là chia tay thì là đúng. Nó tùy trên cái mong muốn. Câu số 2 là anh phân tích sâu về thái độ anh này giúp em. Như anh vừa nói là anh ta bị tổn thương vì bị em áp đặt và bị anh ta cảm giác là bị từ chối. Trước đó nói yêu em, vợ yêu ngọt ngào, thì lúc anh ta có cái cảm giác thì anh ta sẽ nói như vậy, và cảm giác anh ta tụt thì nó vậy thôi. Và cái đó nó xảy ra đều, có cái gì đâu, nó bình thường mà. Cảm giác khi nó tụt thì nó vậy thôi chứ nó đâu có cái gì đâu mà phải phân tích sâu. Thực ra em không cần phân tích sâu, em chỉ cần hiểu đơn giản thôi, tại vì khi em hiểu đơn giản là em làm được rồi. Ok, còn phân tích càng sâu á là em lại càng không hiểu gì. Và trong cái chuyện này sâu nhất nó chỉ đơn giản là như nè, cái sâu nhất á nó chỉ là như nè: người đàn ông đó bị tấn công, bị cảm giác mình không là đàn ông, lấy lý do là người phụ nữ không chịu ngồi cái ghế của người phụ nữ mà nhảy vô cái ghế người đàn ông ngồi. Điều đó anh nói không có nghĩa nha là em đồng ý quan hệ tình dục hay là đồng ý vào khách sạn, anh không nói cái đó nha. Em vẫn có thể không vào nhưng mà đúng ở cái vị trí người phụ nữ. Cái của em ở đây á, là em không vào nhưng mà em nhảy vô ghế người đàn ông chiếm luôn. Em ngồi chờ, ngồi ngồi chờ mỏm á, gác chân lên cố thủ hoặc rút cái gươm ra ngồi chờ. Bên đây cầm nguyên cái cây, bên đây cây gươm, còn đây là cây súng hả, giống như kích biển ngày xưa vậy á. Bên là rút cây gươm ra, bên là cái súng. Súng tại sao vừa súng vừa gươm, này cái súng bắn được con nhát à. Súng nó ngày xưa nó bắn xong cái nó phải bỏ đạn vô, nó mày 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 gì đó, mà đốt lửa lên bắn được, cho nên bắn được là con chiên, cho nên cái bắn cái kình cái xong đứa thứ hai lại là phải chơi kiếm đó. Giống như cướp biển ngày xưa vậy đó, Caribbean Sea đó đó. Cho nên chính em ngồi vô cái vị trí đó, cho nên là anh ta không có chỗ ngồi, cho nên anh ta không có cảm giác mình là người đàn ông, cho nên là gọi là bị mất hứng đó. Và chính vậy ta tù cảm giác đó. Ok, em và người yêu chia tay được 5 giờ mới quay lại được 4 tháng. Nó chia tay rồi quay lại làm gì trời? Mới đầu quay lại anh còn tự chủ động cho em tiền mua mỹ phẩm.
Mặc dù không nhân dịp gì, anh ấy kinh doanh mà bị thua lỗ, giờ vẫn đang nợ một khoản tiền tháng nào cũng phải trả lãi. Trước mới quay lại thì nói với em là trợ cấp cho em ít tiền hàng tháng, nhưng cũng chỉ nói vậy, chứ giờ em chưa cho em được đồng nào. 20 tháng 11 cũng không có quà gì, anh vẫn giúp em kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Thi thoảng có đến phòng em nấu cơm rửa bát cho em. Từ khi quay lại bọn em có thân mật nhưng chưa vờ tờ giờ. Anh vẫn giới thiệu em với bạn bè anh, nhưng không nói gì với gia đình biết. Mỗi lần về quê là rất ít tiền liên lạc với em, trong khi bình thường ngày nào cũng gọi điện. Mẹ anh có vẻ không thích em vì bọn em không hợp tuổi. Nếu có liên lạc thì cũng là để vay tiền em, mở ngoặc em không cho vay. Liệu có phải anh đang tụt dần cảm xúc với em không hả? Anh thì anh thấy như thế này nè, một cái mối quan hệ mà không chất lượng thì người phụ nữ cái thắc mắc là mình có chọn hay không, chứ thắc mắc không phải là anh tụt hay anh tăng hay anh tụt theo kiểu. Em ơi, đã chia tay năm rồi, quay lại chuyện ngủi ngắt, sự đeo đuổi nó giảm và những cái ham muốn về cảm xúc, những cái cảm xúc tích cực để nó được ở trong cái trạng thái người đàn ông có thể xây cảm giác yêu chiều, nó mất cái trạng thái rồi. Bây giờ nó vào nhàm chán rửa chén rồi cái gì, không có cho tiền, không cho tiền người đàn ông đang thua lỗ hàng tháng nào cũng trả lãi, đang trả lãi mà cho tiền em thằng khác nào thêm nợ. Rồi cha mẹ thì không chịu, rồi kêu là tuổi không hợp, rồi gặp thì chỉ nói chuyện vay tiền. Cơ bản nhưng mà cái người đàn ông mới là quan trọng. Anh thấy cái mối quan hệ không có chất lượng, nó không có xây thành cảm giác yêu được. Tại sao mình lại chọn cái đó chứ, đi hỏi lăng tăng làm gì? Nó có gì đâu chọn. À, nó như thế nào ta? Nó giống như cha hàng xóm của em vậy. Cha hàng xóm mà đầu hói á. Giống như anh chạy anh tính ơi, cha hàng xóm này tại sao ông chả vừa lùng vừa mập, đầu lại hói. Em nói thì hói di truyền, lùng mập sinh ra sao vậy thôi. Mập mà chắc tại khoái ăn thịt mỡ quá hay là gì đó ai biết. Bà Tàu mà, cho nên là nhiều khi người ta là thích ăn mấy cái đó làm sao. Hay là thích ăn tinh bột nhiều quá, mập. Vậy thôi. À anh Tuấn ơi, tại sao sáng nào chả cũng đi ngang nhà em, chả không chào em cái. Người ta không có cảm giác muốn chào. Anh Tuấn ơi, tại sao mà gia đình chả mẹ, chả ông ba của mình chả không có. Em ơi, nếu mà những cái câu hỏi theo dạng đó, nó chỉ đơn giản thế này. Anh hỏi em là tại sao em lăng tăng vậy, thì em thấy là nếu như em không có tình cảm với cha đó, cha hàng xóm này á, là cha hàng xóm mà kêu là vừa xấu người vừa xấu nết, nói tiếng Việt thì lơ lớ, tình cảm thì đi đâu hai cái tay cứ đi trước vậy nè đó. Cho nên anh hỏi em tại sao em không hỏi về cha hàng xóm vậy, cái em nói anh tưởng em có quen biết gì chả, có quan tâm gì chả đâu, đồ đó cho em mà cho thêm tiền em không lựa nữa chứ được đó. Nó đơn giản vậy thôi, tức là mình không thích thì mình không quan tâm thôi. Người đó không có đối xử xứng đáng, không có tình cảm thì mình không quan tâm thôi. Mình đâu có chạy đi lăng tăng hỏi thiên hạ là tại sao cũng vậy, tại sao cái ca này của em nó đã chia tay rồi, nó còn gì nữa đâu. Mối quan hệ đó là mối quan hệ không có chất lượng mà nó không thành cái cảm giác yêu được. Mà mình, tất cả mình chỉ cần là gì không, nếu nó không thành được tốt đẹp, mình chọn nó làm gì, rồi ngồi đó đi hỏi. Hiểu không? Chỉ nó khổ gì không biết. Giống như là mấy người thợ săn á, giả sử như đi phải đi săn một cái con, giả sử như là con cọp đi, tại vì người ta đặt là đi săn cọp về bán da cọp. Đi săn không được con cọp sao không biết, về cuối cùng về sách mèo ra, rồi con mèo đó người ta, cái người mà mua con cọp á, người ta đặt hàng mà đi săn, mà đi săn cọp cái giác mèo lại đưa cái cha này, nó con này con gì, ông săn con gì cũng đưa tôi vậy. Này con cọp, cái vừa nói con cọp cái con mèo nghe nó wow, mèo cái tán bớt cái mày là cọp, cái cọp phải là gầm gừ chứ cọp gì, mèo tán bớt cái, trời ơi cái con nó cái bản chất nó đã là vậy rồi, hiểu chưa, nó không có cái gì để thay đổi, đừng có bắt con mèo nó phải thay đổi thành con cọp, nó vậy rồi, nó tới đó hết rồi. Chuyện của em là nó không có gì để tiếp tục, cho nên là khi mà em cố gắng để tiếp tục thì em sẽ có những cái dạng câu hỏi có vậy thôi. Rồi, trả lời hiểu không? Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Thì mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.